quý vị và các bạn, hôm nay người già thành dân tôi muốn có đôi lời trăn trở về những lời phát biểu không mấy lành mạnh, tốt đẹp của vị sử gia đại biểu dân cử cấp cao tại các diễn đàn Quốc hội Hà Nội mới đây và cả các kỳ họp trước đây. Cử tri và nhân dân đã có nhiều than phiền hoài nghi về giọng điệu và cách ăn nói của ông sử gia này đang có chiều hướng biến đổi, không còn đủ sự tín nhiệm và tư cách vị đại biểu cấp cao mà nhân dân gửi gắm tin cậy như ngày xưa. Cần có sự cảnh báo để ông và mọi người cùng suy ngẫm, chọn lựa, phân biệt sao cho đúng đắn. Người già chúng tôi và riêng cá nhân tôi vẫn còn minh mẫn phân biệt đúng sai hơi thở và giọng điệu ăn nói của quý vị đại biểu nhân dân cấp cao. Tại diễn đàn Quốc hội và ăn nói hành xử ngoài xã hội của quý vị như thế nào là chúng tôi đều biết hết. Quý vị nói và làm thế nào, dư luận xã hội hoan nghênh hay hoài nghi, chê trách, chúng tôi đều biết rất rõ, vì có kinh nghiệm phán đoán động cơ và trong bụng quý vị đang muốn gì, làm gì. Ít nhiều chúng tôi cũng có những kinh nghiệm phán đoán về cái động cơ của người nói ra miệng muốn gì và làm gì. Không che nổi con mắt giám sát của nhân dân và người già chúng tôi đâu. Trình độ người già dân thường thì có hạn, nhưng ít nhiều có kinh nghiệm trong cuộc sống. Qua các thời kỳ, tôi xin mạn phép luận bàn về sự hoài nghi biến đổi trong con người vị sử gia đại biểu Quốc hội. Lẽ ra là cấp cao thì có nơi lo liệu và chúng tôi không được phép với tới, nhưng tôi lại trộm nghĩ, thấy mọi việc ngang tai trước mắt mà im lặng là tội lỗi, nên tôi vẫn phải xin phép nói lên mấy điều cần giải bày như sau. Trước hết, vị sử gia đại biểu Quốc hội phải nhớ rằng mình là người đại biểu cấp cao của nhân dân, đại biểu cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân. Nói và làm việc gì phải xuất phát từ quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lợi ích của đất nước và dân tộc. Việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Đại biểu nhân dân cấp cao của Quốc hội Việt Nam, nó không giống bản chất của các vị nghị viên, nghị sĩ, nghị viện nước ngoài đâu nhé. Nghị viên, nghị sĩ nước ngoài thì họ đại diện cho đảng phái, tập đoàn, phe nhóm tài trợ bầu ra họ. Họ ăn tiền lobby ngay ở hành lang nghị viện được. Họ thực hiện quyền dân chủ chửi bới công kích lẫn nhau và có thể ẩu đả như cái chợ nghị trường mà chúng ta đã thường thấy đó. Họ không phải đại biểu của quảng đại nhân dân, mà là đại biểu đảng phái, tập đoàn, phe nhóm của họ. Họ muốn nói sao trên diễn đàn, nghị trường, nghị viện cũng được, vì tất cả đều có bản chất giống nhau mà. Còn ông sử gia nhà ta gần đây phát biểu ở Quốc hội đã có hơi thở và cung cách gần giống loại nghị viên, nghị sĩ phe nhóm rồi đấy. Ở ngoài xã hội, bọn dân chủ cuội nó đang tập trung chống ông Hồ Chí Minh và di sản Hồ Chí Minh, thì trong diễn đàn Quốc hội, ông sử gia cũng yêu cầu di sản đạo đức Hồ Chí Minh vận dụng với con người mới
đã lỗi thời. Ngoài nó nói sao thì trong cũng bắt đầu yêu cầu có những cái phản bác tương tự như vậy. Ông nói góc cạnh tinh vi, nhưng mọi người đều nhận ra bụng ông đang muốn gì và làm gì cho ai. Lợi hại thế nào ông không che mắt được thiên hạ đâu. Bọn chống cộng đang tập trung bôi nhọ Đảng Cộng sản tham nhũng, thì trong quốc hội ông nói cán bộ từ cấp phòng trở lên đều do Đảng nắm và tham nhũng đều ở khâu cán bộ quyền lực. Có nghĩa 100% tham nhũng do Đảng Cộng sản ăn hết của dân. Ông là người có hiểu biết mà lại cố tình như không hiểu. Ông có ăn tiền của ai không mà ông vơ đũa cả năm, nói dùm cho họ một cách tích cực cực như thế. Coi chừng ông cũng tham nhũng đó. Tôi xin dẫn giải về tham nhũng ngày xưa và ngày nay để xem có liên quan gì tới ông không. Thời xưa đấy, thời thực dân phong kiến đấy, thì chỉ có chế độ quan đục khoét dân, chứ không có chế độ người dân dựa vào quan để làm giàu như bây giờ. Các cụ ta thường ví cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, kim ngân thì phá lề luật, nén bạc thì đâm toạc tờ giấy. Hay là con dấu của ông có phải là củ khoai nhà mày đâu, vân vân. Quan tham lại nhũng thời xưa là như vậy. Tham nhũng thời nay thì nội hàm giống ngày xưa, nhưng hình thức, quan hệ, quy mô khác nhau hoàn toàn. Cái hình thức, cái quan hệ, cái quy mô tham nhũng ngày nay là khác nhau hoàn toàn. Quan tham thì chung sống với dân tham, đó là quan hệ mảng tối giữa cung và cầu. Quan tham với dân tham sống chung với nhau, và đó là cái quan hệ mảng tối giữa cung và cầu. Thời dân chủ đổi mới kỷ cương, dân không cho quan ăn thì quan chỉ làm mình làm mẩy chứ không dám lại đòi theo cái kiểu đục khoét ngày xưa. Nhưng dân thời nay cũng muốn làm giàu nhanh, phải có chỗ dựa vào quan tham, nên quan tham và dân tham là hai đối tác song song tồn tại. Dân bây giờ cũng rất muốn tham làm giàu, cho nên phải dựa vào quan tham, để rồi là hai đối tác này song song tồn tại, đục khoét và tài sản của xã hội, của dân, của nước. Thậm chí cả cái việc nhỏ nhất như người dân có lòng tham muốn được ưu tiên hơn người khác, cũng cố tình móc nối để sản sinh ra cái tầng lớp quan tham nhũng vật, như các cái loại phong bì chạy giấy tờ cho nhanh, phong bì ưu tiên khám chữa bệnh cho tốt, vân vân. Với cái cơ chế quản lý kỷ cương phép nước ngày một nghiêm khắc, nếu không có dân tham cấu kết với quan tham thì quan tham cũng khó tồn tại. Và nếu dân trong sạch thì quan rất dễ bị vạch mặt chỉ tên, khó tồn tại. Đây là quan hệ hữu cơ cung cầu. Dân càng tham làm giàu bất chính bao nhiêu, kể cả các tập đoàn kinh tế nước ngoài họ cũng muốn có cái lòng tham làm giàu ở Việt Nam ấy, thì họ sẽ sản sinh ra một cái hệ thống quan tham đủ chủng loại bấy nhiêu để đáp ứng cái nhu cầu của họ. Lò lửa chống tham nhũng phải hun đúc mạnh mẽ, không có điểm dừng là như vậy. Không có điểm dừng, không có thời gian dừng. Cái lò lửa này là phải hoạt chống tham nhũng, là phải kiên quyết như vậy. Việc ông nói chỉ có Đảng Cộng sản nắm hết quyền lực là có điều kiện tham nhũng là sai hoàn toàn. Họ quản lý giáo dục răn đe đảng viên hàng ngày mà. Cái lò lửa đốt cháy tham nhũng cũng nóng lên hàng ngày, còn chưa đáp ứng được cái nhu cầu diệt trừ cho được cái trận đổ bát quái tham nhũng.
mà ông tin rằng nếu trao quyền lãnh đạo quản lý kinh tế đất nước cho người ngoài đảng như ai đó hoặc các đảng phái khác mà không tham nhũng hơn hiện nay 101%, tôi xin đi ngược đầu xuống đất. Bây giờ người ta rèn giũa như thế mà còn chống tham nhũng rất vất vả, bây giờ mà giao cho người ngoài đảng hoặc người các đảng phái khác mà không có cái sự rèn giũa như vậy thì cái tham nhũng nó không thể nào là dưới 101% như hiện nay được. Tôi xin đảm bảo đúng cái lời nhận định của tôi là như vậy. Vì cả ông và tôi đã từng thấy rõ chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất đệ nhị ăn tiền tham nhũng của Mỹ và dân miền Nam đến mức nào mới bị sụp đổ vì dân thường không bảo vệ đó sao? Phải ăn đến mức nào thì mới bị sụp đổ, mà đã sụp đổ mà không dân không bảo vệ thì mới là cái chuyện đó là rõ như ban ngày đó. Ông không thấy chuyện tham nhũng ở các nước quanh ta đó sao? Người ta ngày đêm lo lắng ngăn chặn tham nhũng để bộ máy phục vụ tốt lên cho xã hội. Ông không một lời động viên họ thì chớ, mà còn vơ đũa cả nắm họ là tập đoàn quyền lực tham nhũng. Sao ông nói liều như vậy? Người ta ngày đêm người ta lăn lộn, người ta chống tham nhũng để làm cho xã hội tốt lên, mình không được một cái lời động viên an ủi mà lại còn vơ đũa cả nắm nói họ là cái tập đoàn quyền lực tham nhũng. Nói như vậy là hết sức là hồ đồ và nói liều. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với ông về hình thái ăn tiền mới, có thể tạm gọi là tham nhũng phi truyền thống đó. Đó là cái hệ thống tiền gian nước ngoài nhiều lắm ấy, làm hư dân gian và dân gian làm hư quan gian. Tôi đang quan ngại ông mắc vào cái trận địa tham nhũng mới này thì tăng nặng và xấu xa hơn cái tham nhũng mà ông lớn tiếng dạy đời ở nghị trường quốc hội đó. Cái tiền gian tiền bẩn của nước ngoài cũng là một cái dạng tham nhũng chứ, ăn cái tiền đó là tham nhũng gì nữa, mà ăn cái tiền đó về còn đánh phá cả về kinh tế, đánh phá cả về nội bộ đất nước thì nó còn nguy hiểm hơn là cái tham nhũng là truyền thống mà chúng ta đã từng thấy. Tiền bẩn của bè lũ thế lực phản động nước ngoài ngấm ngầm gửi về hà hơi tiếp sức nuôi cái đám dân chủ cuội. Đám dân chủ cuội này muốn tìm chỗ dựa thì là phải móc nối vào những người ăn ở hài lòng như các ông đó. Ông hãy coi chừng, tụi dân gian này đang muốn biến số ít các ông thành quan gian cùng đồng hành với bọn chúng nó đó. Nó đang muốn tìm bạn đồng hành, cái dân gian này nó móc qua quan gian rồi quan gian cùng đồng hành với bọn nó đó. Tôi nói vậy không phải tôi nói liều đâu, vì gần đây tôi thấy ông nói và ông làm hình như ông đang ăn ở hài lòng. Bọn chống cộng hải ngoại và lũ dân chủ cuội nghĩ gì nói gì thì ông không những chống lại phản bác mà còn khôn khéo nói theo, nói xa nói gần, nói cạnh khía trên diễn đàn quốc hội y chang bụng tự nó đang mong muốn và nó đều là đưa ra truyền thống hải ngoại ngay lập tức. Nó bụng nó đang nghĩ cái gì, nó đang muốn cái gì thì là ngay lập tức là ông là nói theo, nói xa nói gần, nói cạnh khóe trên cái diễn đàn quốc hội y chang như là cái chúng nó mong muốn. Do đó là nó đưa ngay ra là các cái tuyên truyền hải ngoại ngay lập tức nóng hổi.
nó đang muốn chia rẽ quan hệ láng giềng Việt Trung, thì ông cũng lên giọng chống Trung Quốc kịch liệt. Đó là tôi dẫn chứng ấy. Nó đang muốn hạ bệ di sản Hồ Chí Minh thì ông cũng khéo nói với Quốc hội không nên vận dụng câu nói lỗi thời của Hồ Chí Minh vào con người hiện tại. Ông chống rất là tinh vi, rất là khôn khéo, nhưng mà nó vẫn đòi đuôi là ông đang chống. Nó đang muốn xét lại và phải phủ nhận cái cuộc kháng chiến chống hai đế quốc to của đất nước là Pháp và Mỹ. Thì ông phát biểu Pháp không xâm lược Việt Nam mà muốn mượn con đường Việt Nam để đánh Trung Quốc. Thế có nghĩa là chúng ta đánh Pháp là chúng ta mắc sai lầm đấy. Sự kiện ngược đời này cả dân tộc Việt Nam không ai nghĩ ra, vẽ ra cái cách ngụy biện thô thiển và trắng trợn này. Chắc chỉ có ông và bọn chống cộng hải ngoại nghĩ ra mà thôi. Một nhà sử gia lâu năm mà lộn đầu lưỡi nói ra những cái điều như vậy thật uổng phí và thất vọng cho xã hội vô cùng. Rất uổng phí một nhà sử gia mà nói một cái câu chuyện lịch sử có một không hai thì không ai đặt điều ra được, thì ông đặt ra được, thật là uổng phí và thất vọng cho xã hội. Còn nói đến chuyện, nói tiếp với cái chuyện là các ông vô tình hay hữu ý đồng hành với bọn dân chủ cuội xuống thâm nhập và giải quyết gì chỗ điểm nóng xã Đồng Tâm, sân bay Miếu Môn. Việc đó không phải của các ông, không thuộc địa bàn Quốc hội phân công cho các ông đi. Ông xuống vì dân hay vì ai? Ông đi đổ nước hay đổ dầu vào lửa? Chuyện thanh thiên bạch nhật như thế, tôi chẳng thấy ai khen các ông làm được gì, mà chỉ thấy bọn dân chủ cuội và mạng xã hội chống cộng của chúng khen các ông hết lời. Nói tóm lại, lời nói và việc làm theo cách ăn ở hai lòng của ông hoàn toàn phù hợp với và đồng thuận với cái bọn xã hội dân chủ của bọn hải ngoại chống cộng đó, hoàn toàn là phù hợp và đồng thuận với cái bọn xã hội dân chủ. Dư luận xã hội tôi nghe được hình như ông đã bắt đầu ăn phải bả. Họ nói thẳng ông bắt đầu ăn phải bả rồi. Và ngấm bả của bọn xã hội chống cộng rồi đó. Còn trong bả có nhiều tiền bẩn ngoại tệ hay không thì chỉ có người ăn lộn mồi và lương tâm họ phán xét là chính xác hơn cả. Trong bả có tiền bẩn hay không thì cái người ăn ấy mà ăn lộn mồi thì người ta mới biết. Chứ còn tôi nói thì tôi không dám nói. Tôi không dám vu oan cho đại biểu cao cấp dân cử, mà chỉ nhìn cách quan hệ, cách nói, cách làm để vẽ ra chân dung thực chất trong con người đã và đang biến đổi của ông mà thôi. Tôi vẽ bằng cái hình ảnh, bằng lời nói và hành động của ông, chứ còn tôi không có vu oan cho ông đâu. Cách đây vài năm, cử tri họ rất tán thưởng những lời diễn đàn thẳng thắn, trung thực, rất triết lý và xây dựng của vị sử gia đại biểu cao cấp dân cử tại diễn đàn Quốc hội. Nhưng thời gian gần đây, hình như bụi phong trần đã làm thay đổi màu da, mái tóc và cách ăn nói của quý vị. Nó bắt đầu có dấu hiệu ngược gió đổi chiều rồi đó. Mà vì gió đổi chiều nên lòng tin của cử tri cũng bắt đầu đổi chiều, từ hy vọng sang thất vọng, từ tin cậy sang hoài nghi, cảnh giác trước lời nói và việc làm của quý vị.
tôi thất vọng nhất là hình như gia đình quý vị cũng tự hào có một liệt sĩ quyết tử cho thủ đô ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Oai hùng như thế mà sử gia lại thay đổi cách nói đánh Pháp là sai lầm, vì Pháp chỉ mượn đường Việt Nam đi đánh Trung Quốc thôi. Mình nói chuyện ngược đời có một không hai như thế chính là tự vẽ lên hình ảnh xấu của chính chân dung sử gia của quý vị và mất danh dự gia đình liệt sĩ vì đánh nhầm Pháp sai mục đích. Sử gia mà đích thực như thế thì xin tự nguyện không nên có mặt trong các hoạt động mang tính lịch sử truyền thống trên đất nước Việt Nam nữa. Sử gia mà phát biểu loạn choạng như thế thì có mời đi tham gia các cái hội đàm, các cái hội thảo về lịch sử truyền thống thì nó cũng uổng phí và nó dễ làm nhiễu loạn. Diễn đàn quốc hội của chúng ta là diễn đàn của những người đại biểu nhân dân, nói và làm không đi ngược lợi ích nguyện vọng của nhân dân, của đất nước. Nếu ai lợi dụng những cái phiên chợ chiều đây này, những cái phiên chợ chiều quốc hội cuối nhiệm kỳ đây này, đi nốt cái chuyến tàu vét để ra sức lớn tiếng bày tỏ chính kiến, đi ngược lợi ích của nhân dân, làm lợi cho các phần tử đang chống đối sự bình yên phát triển của đất nước. Trên diễn đàn quốc hội cuối nhiệm kỳ để tuyên truyền hải ngoại tha hồ công kích bôi nhọ. Xin các vị đại biểu chân chính ở trong nghị trường hãy thẳng thắn lên tiếng phản biện phản bác, để truyền thông họ không có cớ đưa tin một chiều, có nghĩa là chấp nhận cái sai trái tự do hoành hành trên diễn đàn quốc hội là có lỗi với cử tri và dư luận xã hội trong nhân dân đó. Đèn đỏ đã bật rồi, dư luận xã hội đã cảnh báo nhiều rồi. Xin quý vị sử gia đại biểu cao cấp dân cử và còn một hai ai đó nếu nghe được, xin đừng tự ái chủ quan của mình, hãy trở về làm tốt, làm tin cậy vị trí người đại biểu nhân dân được cử tri lựa chọn tin cậy bầu các vị vào quốc hội. Đừng đi theo con đường nghị viên nghị sĩ nước ngoài nói theo giọng điệu nước ngoài. Người Việt Nam chúng tôi không nghe nổi và không chấp nhận đâu. Lời thiện thỉnh cầu xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động.